Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 bình thường. Chúng ta cùng nhau giải đề kiểm tra một tiết lần 1 nha. Sau unit 1, 2, 3 đó. Rồi, phần nghe nè, ta bỏ qua nè. Rồi, chúng ta xuống phần từ vựng. How do you spell your name? How do you spell your name nha? Câu số 2, anh trai của tôi là một học sinh. Anh trai tôi là một học sinh của trường Đại học Huế. Bây giờ, my brother là số ít, chúng ta xài y nè. Rồi, câu số 7, số 44 được viết là 44 đây. Số 40 không cho U nè. Khi hai người gặp tạm thời không gặp nhau nữa, họ sẽ nói gì? Sẽ là goodbye, tạm biệt nhau đấy. What is that? That is a television. Đó là cái gì? Đó là cái tivi ở chúng ta. What? My father is a doctor. My father is a doctor too. Bố của tôi là bác sĩ, thì bạn kia cũng khoe khoang là bố tôi cũng là bác sĩ luôn này. Đó. Câu số 11. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Mình cô ấy 69 tuổi. Vậy là hỏi tuổi phải là how old. There gì? 35 student là số nhiều, cho nên chúng ta phải xài there are. Câu tiếp theo. Tên cô ấy là Quỳnh, vậy cô ấy tên là gì? Tên cô ấy là Quỳnh, chúng ta phải hỏi cô ấy tên gì? Chúng ta chọn câu này. Rồi, câu số 15. Câu số 14 nè, good morning Mr. Tân, thì Mr. Tân cũng phải là good morning, không có thể xài good afternoon hay là good evening được. Câu số 15 hỏi gì mà bảo có 27 cây bút, vậy có bao nhiêu bút? Chúng ta phải chọn câu C này, bút này. Rồi, câu số 16, Tuấn bảo là Lan sống ở đâu, thì Nga sẽ bảo là cô ấy sống ở chữ C này. Rồi, chúng ta xuống bài dưới. Tìm được các loại, book là quyển sách, rule là cây thước, morning là buổi sáng, pencil là cái bút chì, chúng ta sẽ bắt đầu câu C. Rồi câu 18 là 20, 20, 50 và A. Rồi giờ chúng mình sẽ chọn chữ A là hàng đơn vị, chúng ta chọn A này. Phát âm khác, clock là chữ O, clo là chữ O, home là chữ O, cho nên chúng ta sẽ khoanh vào clock. Rồi name là chữ A, C là chữ A, trong khi family này. Chọn khác này. Rồi xuống bài dưới này, khoanh. Đây là gia đình của tôi, chúng tôi đang ở trong phòng khách, living room. Có 5 người trong gia đình của tôi, sẽ chúng ta sẽ in này. Bố ông tôi, bố mẹ tôi, my my gì my mother, my sister and me, 98 tuổi, chúng ta chọn year này. Rồi, hết xuống bài dưới. Đọc lại đoạn văn trả lời câu hỏi, ông 98 tuổi phải không? Đây. Ông đâu? Ông thì 98 tuổi, đúng rồi. Đúng rồi, chúng ta nhớ bảo là gì nhỉ? Yes, ông là con trai nhưng say he is, yes he is. Rồi bố của anh ấy làm nghề gì? Chúng ta coi. Ông ấy là một bác sĩ, vậy chúng ta trả lời he is a doctor. He is a doctor. Câu số 27, mẹ là một bác sĩ phải không? Chúng ta coi nào. Mẹ nào y tá, vậy exercise rồi, vậy no, she rồi. Which school is your sister in? Chị gái của nó nằm ở học ở trường nào? Lương Thế Vinh Secondary School. Lương Thế Vinh Secondary School. Chúng ta sẽ trả lời là is Lương Thế Vinh Secondary School thôi. Rồi xuống bài dưới, sắp xếp thành đoạn hội thoại, thành cái từ câu hợp lý. Họ đặt phòng khách ở đây, in the living room. Tiếp theo, how many years? Rồi, how many teacher are there in Lương Thế Vinh? Lương Thế Vinh nào? Chấm hỏi. Rồi, chúng là những cái ghế. Chúng ta sẽ trả đây, a stool. Câu tiếp theo, look at the board please. Nhìn bảng nè, look at the draw the ball please. Rồi tiếp theo, hãy viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh để kể về gia đình. Rồi có bao nhiêu người trong gia đình, bố bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, làm việc ở đâu, mẹ bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, làm việc ở đâu, có anh trai chị gái hay không. Rồi chúng ta viết này. My name is Lan. I am 10 years old. I am rồi. I live with my family on Nguyễn Trãi Street. There are four people in my family. Rồi hai chấm này. My father, my mother, my sister and me, my father is 45 years old. He is a doctor. He works in a hospital.
My mother is frosty 2 years old. She is a teacher. She works in a school. My sister is 15 years old. She is a student. Okay, right.